Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì cách đây khoảng một tuần thì Bùi, khoảng hai tuần nửa tháng nay thì Bùi Hồ mới quay lại trở lại hoàn cảnh của gia đình anh còn người Khmer cô bác quý anh chị, nuôi 5-6 người con nha. Và hôm nay đến đây thì trước đây thì Mạnh Thường Quân có ủng hộ để cho gia đình anh mua một cái chiếc ghe để mà anh đi biển cho nó thuận lợi, để anh có điều kiện để anh cất cái ngôi nhà của mình. Thì hôm nay Bùi Hồ cố tình quay xuống đây để xem cái công việc mà sắm sửa mua ghe của anh như thế nào rồi, và cái thứ nhất, cái thứ hai là coi cái công việc làm ăn của anh như thế nào, và chắc hỗ trợ có Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mẹ con còn một ít tiền. Em chào anh chị nha, chị em chào chị, chào anh con. Con chào ba. Dạ dạ mới qua anh. Dạ rồi sao cuộc sống thì sao rồi? Cũng đỡ đỡ mà cái nào bớt gió quá không được đi từ mua ghe đi. Ngồi đi với mẹ đi anh con, anh lại ngồi với mẹ vậy. Rồi hổng ngày cái cuộc sống của mình là có ghe đồ. Ngồi đi ba. Ba ngồi đi ba. Ngồi đi ba nhá. Ngồi trong võng xong. Không, ba ngồi đi, ngồi trên võng đi, không sao hết. Rồi gần hồi từ mua ghe tới giờ thì không ngay gió không mà không đi được. Biển giả mà sóng lớn quá mình không dám ra khơi, ai cũng vậy hết á. Khi nào im trời im gió mới mình được đi làm. Rồi tạm thời ở nhà 5-10 bữa làm chuyện lặt vặt ở trong nhà, rồi trời êm gió rồi mới mình bắt đầu đi làm quýnh lưới. Ở ngày có đánh lần nào không? Đánh lưới cái chẻm hôm được con. Nhiều tiền anh? Con 1.2 triệu. Dạ. Triệu 2 đó cần cái từng lẻ mới dính được con, nó lâu lâu dính được con à mà nó lớn. Bán được 1.2 triệu là cũng ngon rồi ha. Rồi sắm sửa ghe đồ hết chưa? Sắm sửa hết trơn rồi, máy móc rồi lưới bổng rồi tranh thủ hết trơn rồi, yêu cầu im gió là đi đó. Vậy là thì cô chung cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi ha. Chuẩn bị hết trơn rồi. Rồi vui không? Vui chứ. Làm sao nghe được theo ước vọng vui không anh? Cũng vui, nguyện vọng của tôi cũng đây là được chiếc ghe thì cũng nó hơi mệt nhọc một chút rồi, phụ tiền bạc gia đình cũng đỡ hơn đợt trước. Đặt ví dụ mình hồi đó mình mệt, bây giờ cũng không mấy gì mệt nữa, mình có ghe rồi mình không có lội sình nữa. Ghe máy là đi về cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Máy chạy êm không? Êm. Chút nữa anh chở anh đi được không? Rồi được, hồi nó chạy thử. Đau con đau đúng ba, khỏe không ba? Khỏe hả? Khỏe hơn. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 85. 85 rồi. 85. Bà nói cho cô bác quý anh chị biết thôi, hằng ngày thì bà làm cái công việc gì? Lượm đồ mũ. Lượm đồ mũ. Ngày bà bán được nhiêu tiền? Bà hôm bữa bán được 20-30. Đủ tiền ăn cơm không? Đủ tiền uống cà phê. Uống cà phê hả? Bà nói với con hôm trước con cho tiền anh cò, bà nói là sao? Hả? Đó giờ chưa cầm được nhiêu tiền? Mới có cầm con cho... Mới có cầm được 600 ngàn. Bây giờ còn tiền không bà? Ủa sao mau hết vậy? Cũng ăn uống vậy rồi bệnh thì đi mua thuốc mua gì uống. Vậy hả? Rồi nói lo gia đình á. Anh cò lo gia đình anh cò. Dạ. Còn bà lo cho bà? Lo một mình. Lo một mình. 85 hả anh cò? 85. Anh cò có phụ bà tiếp không? Phụ cơm nước đồ đó đâu, bà đâu ấy, bà cũng ăn với mình, sống với mình không à. Còn cái vụ như là cà phê, cà pháo, tôi không có tiền tiếp thì như vậy mẹ bà đi lụm mình, ta thương, ta cho chút đỉnh thì bà không có đợi tiền mình. Nhưng khi nào bà không có thì mới mẹ đợi tiền mình, còn gia đình này sống cùng hồi trước kia tới giờ là... Vô đây ngồi đi bà. Hai vợ chồng tôi cũng... Ồ, qua đây ngồi với anh coi đi. Hai vợ chồng tôi cũng lo cơm nước hàng ngày, nước nôi bọng đó thì tôi cũng với bà cũng sống vậy thôi. Chứ còn mẹ thì đôi lúc bà cũng quên trước hụt sau. Rồi nhưng bà không còn tiền nữa thì mình cho bà tiền cà phê gì đó. Rồi bà ăn uống thì sống cùng với tôi. Hồi đó tới giờ luôn, từ thằng Úc. Nói chung là anh là lo cho bà ăn uống hết, chứ bà nói uống cà phê thì bà tự lụm lao động rồi ha. Rồi người ta thấy người ta khá người ta thấy bà vất vả là cho vài chục trăm không chừng nữa. Vậy thôi. Dạ, vậy thôi, vậy sống được rồi.
Còn cái cây căn nhà này đúng ra là đó thì người ta cho đó chứ không có tiền đâu mà cất đâu. Đây là nói cho nó. Em ấy chỉ việc tinh banh kìa, cất 4 năm rồi. Thì cất cho bà lão, thấy bà lão với Út nè, không có nhà cửa đất đai, rồi nhà nước mới mua cho hai cái nền nhà, mua cho tôi 1 cái, cho mẹ 1 cái, mà nhà tôi thì nhà nước chưa có cất cho, là cho nên cất cho mẹ trước. Vì sau này người ta nói hết cái chương trình đó rồi, đấy. Hết cái chương trình mà cất nhà mà dây tiền với người ta cất nhà thì người ta cho, mà còn cái cho không trước khi người ta không cho. Bây giờ người ta cho thoát nghèo rồi. Rồi mình thoát nghèo chưa? Thoát. Người ta cho thoát rồi. Mấy giờ đã nói qua mất. Mình tới cái đất mẹ còn hộ nghèo còn con thoát. Vừa qua ta mới cấp giấy cho mẹ. Cấp giấy là mẹ như là mất con Út đi á. Là mẹ không còn ai rồi chưa có đi cắt thái tử cho nó nữa. Chút nữa mới đi cắt thái tử cho nó mới mẹ ấy không thôi, người ta nói một người lao động còn tao không ấy á. Tao không cho mẹ thoát được đâu. Mà nó thật xế là nó vậy đó. Hôm nay bà có lượm không bà? Có kìa. Mới có bột hả? Lượm được bột hả? Dạ. Cũng đi lượm mỗi ngày á. Thấy ốc hồi đó tới giờ, hồi nó chưa có vợ tới giờ thì nó cuộc sống nó cũng sống với tôi nuôi hết vậy đó, rồi thêm một đứa cháu ông Chí vậy đó, nó vậy thôi chứ không phải là cái gì. Có nghĩa là anh cũng nuôi hết nuôi mà hết, nuôi từ cháu rồi bây giờ mẹ nó đi Bình Dương đó, bây giờ bắt buộc tôi phải nuôi thằng Chí đó. Rồi hôm nay con anh đâu hết rồi? Nó đi ấy rồi. Ủa hai đứa nó còn nằm ở làm sao á? Hai quá lớn. Học Tranh Hương á. Ờ rồi để cho nghỉ ngơi đi. Thôi 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 được rồi, không sao. Không sao đâu. Thôi bây giờ gặp bà tí, hôm nay gặp bà ở đây bà không có đi lượm thì con cũng mừng rồi. Thấy bà khỏe con cũng mừng. Và hôm nay con đến đây á thì trước tiên là con sẽ thăm về cái hoàn cảnh của thăm về cái việc mà mua sắm sửa ghe của anh Cò. Và thứ hai á là con sẽ gửi cho bà tiền để bà uống cà phê. Và cái số tiền này thì con xin thay mặt ông Quang. À, ông tên Quang là ông Quang ở Mỹ gửi cho bà 100 USD tương ứng với 2.350.000 đồng, thì con sẽ giao cho bà là 2.400.000 đồng để cho bà có tiền uống thôi. Tại vì trước đây thì bà có nói ở trong một cái clip của con đó là bà chưa cầm được cái số tiền 200.000 đồng mỗi giờ bà xin đi ha. Không, vậy không? Không có thiệt, không có thiệt. Nào bây giờ bà biết tờ này nhiêu tiền không? 500. Này nữa là nhiêu tiền rồi? Này nữa 500. Là nhiêu rồi bà? Là 1.500.000. Cái này 500 đó. 2.000.000. Nhiêu rồi? Đó nhiêu bà đếm được không? Dạ. Cái này 200 đó. Là hết nhiêu tiền rồi bà? Là 1.200.000. 2.200.000. Ờ rồi đây là 2.400.000 con cho bà thêm nữa. Đây là hôm nay thì con đến đây con thay mặt cho ông Quang ở Mỹ thì gửi cái số tiền này cho bà, phụ cho bà uống cà phê. Những ngày bà lấy tiền này bà có thể hạn chế đi lượm bột mũ lại ha. Giữ gìn nhất sức khỏe nha bà, cất cẩn thận nha. Bị còn hai cái giờ này hơi yếu yếu nhằm khi đi lượm hơi chóng mặt cái ngồi xuống chút cái dỗ. Ờ. Cho bà mừng không? Dạ, mừng, cảm ơn con. Mừng, cảm ơn con. Anh Cò thôi thì đến thăm bà nghỉ ngơi đi. Trưa rồi, thôi hai anh em mình đi anh Cò ha. Đây là chiếc xe của anh Cò này, có bác chị. Bây giờ anh Cò sẽ chở Bùi Hồ đi gần kia. Mình đã tốt hồi đó. Anh nói gì mình cũng không hiểu luôn á. Nói lấy cái dầm để hồi nữa đi lại lấy. Ờ, lấy tiền kia vậy? Lấy đi đổ xăng. Đi nha. Rồi, đi. Bye bye chị nha. Và anh Cò vẫn hàng ngày chiếc xe này anh Cò chở con mình đi anh Cò ha, đi học. Rồi bây giờ thì mình với anh Cò sẽ chạy lại cái chiếc ghe hơi anh Cò neo đậu và sẽ chạy một vòng. Đúng là coi cái việc mà anh Cò mua ghe nên một lần hứa là cố gắng làm để mà khoảng thêm 1-2-3 năm sau thì tích lũy để sửa cái ngôi nhà thì nên khen Cò không.
tự năng lực của mình vươn lên thôi. Tự năng lực của mình. Hôm trước thì mua tổng cộng cái chi phí nhiều tiền không anh? Cái vừa vàng là làm ơn đó, là vàng máy là hết bằng inox luôn á. Và chứng dịch chứng đồ đó là vừa máy là 7 triệu 70 ngàn. Ừ. Một cái chứng dịch là 550 ngàn. Cái vàng máy taxi 3 triệu. Nè, đường này nè. Cái mông này của anh hả? À, của mấy anh em ở đây. À, rồi kết bị ghe thì lưới trên 10 triệu nữa. Lưới hôm trước anh nói mua rồi mà. Thì mua rồi, bây giờ để buộc trong nhà ba cục bự đó. Là lưới kia là lưới cái chẽm, còn lưới kia là lưới cái đối khác nữa. À. Lưới kia là lỗi nhỏ, bắt cái nhỏ, còn cái kia là lâu lâu mình ấy một con thôi. Đó bây giờ ghe đó đã chuẩn bị dán bọng rồi cho nó vô. Bây giờ mình đẩy xuống hả? Mình đẩy xuống. Phải neo đậu mình đào một cái đường rảnh cho chiếc ghe nằm ở đây. Chị chứ nước lên tới đây luôn á. À. Chứ không phải thành chị đó, lên cao lắm nước. Tất cả đều mới hết trơn á. Ừ. Đẩy nặng không anh? Ừ, nhẹ. Nhẹ mà sao thở như vậy? Nó xuống rồi, nó xuống rồi đó. Bên hồi xuống trước đây tôi lủi ngắt đi luôn. Em xuống được không? Xuống đi, xuống ngồi dưới luôn đi. Chưa từ từ. Ừ. Đây, đây cô bác quý anh chị. Và cái áo này đây là chính là một cái áo khoác này vừa được anh Hoàng ở Mỹ tặng cho. Mặc rất là ấm luôn và chống nóng. Nhưng mà trời nóng quá thì nó hầm. Tại vì áo này mà áo mặc mùa đông. Với lại anh còn tặng một cái áo sơ mi nữa. Xin chân thành cảm ơn anh Hoàng ở Mỹ luôn nha. Thay ghê đó nút. Ồ chân dịch đi hả? Chân dịch này mình mua riêng hả? À. Ở này nè hả? À. Ồ anh thay nhớt vô hả? À. Thay mở bò. Hôm nay chạy thử lần nào chưa? Chạy rồi. À, anh có bằng lái không? Đâu có chạy xe ghe này, đâu có bằng lái. Đâu bằng lái đâu hả? Nó chơi vậy thôi mà. Mày nói chơi vui vậy. Ồ cái máy mới ha. Máy nhìn đẹp, 18 ngựa hả? 18 ngựa nè. À. Nhìn đẹp ha. Ừ. Mô mày ơi về nhỏ, phía lèn chèn thế nè. Ở đây có giải đua võ lãi không ta? Dịp hè có một cái giải nào đua võ lãi không? Đua không lại chiếc kia đâu, chiếc kia máy xe đó. Rồi đi đây. Biết lái không anh? Ừ. Biết lái không? Biết buồn hồi nhỏ tới giờ á. Biết hồi 12 tuổi đi làm nướng á. Ừ.
tới chỗ thôi. Đảo một vòng thì bây giờ mình cũng đã tới chỗ cô bác quý anh chị. Rồi quá hay rồi, cảm ơn anh chở em đi một vòng tham quan biển nha. Cái sau khi mà lái cái chiếc vỏ lãi như thế này theo ước muốn của mình thì anh có cảm nghĩ gì không? Thì cảm thấy từ nay về sau đi biển không còn vất vả nữa, khỏe rồi, đi nhanh hơn rồi, về cũng nhanh. Rồi mình chở dụng cụ vật dụng lên để làm ăn cơm nước gì đó rồi mình cũng nó dễ dàng hơn mà khỏe hơn. Chứ mình đi đạp mông thì nó tự lực mình, còn đi ghe thì cũng nhờ máy móc rồi mới mình được khỏe. Có nói là nào với Mạnh Thường Quân không? Rồi tôi cũng xin cảm ơn của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho tôi như vậy, rồi để làm ăn cũng dụ để làm ăn lưới bọng rồi ghe, rồi các cô anh chị cũng vậy ở bên ngoài nước và trong nước. Tôi sẽ xin hứa từ nay về sau tôi sẽ cố gắng, cuộc sống của tôi sẽ gắng làm ăn, không để cho của Mạnh Thường Quân và các anh em ngoài nước và trong nước rồi các anh chị cũng vậy, không để cho thiệt thòi và buồn phiền gì tôi. Tôi sẽ hứa sao thì tôi làm sẽ rõ rệt như thế này. Rồi thôi, bây giờ Bùi Hồ xin thay mặt anh Cò chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã hỗ trợ cho anh Cò có cuộc sống sang một cái trang mới, không còn đập mông vất vả giống như ngày xưa, mà từ nay về sau có thể có những mẻ lưới dính cá nhiều hơn để có thể sửa sang nhà mới nha. Rồi chào anh.